Mày lộ liễu rồi đó, bộ không sợ? Ý tao nói á, là mày không sợ má, má mày thấy hay gì? Tao nói má mày đó. Em đi vệ sinh cái nha. Xin lỗi nha. Dồi ôi, chưa thấy con mối nào lẹp như con ní. Tự nhiên ông Duy với ông Đức đi ra đây cà phê, hai người đàn ông với nhau mà tự nhiên ra đây cà phê là, ủa mà sao lại có 4 ly nước? Mày cũng thấy rồi đó, mấy em gái ngon quá trời luôn. Ngon đối với mày thôi. Nay á, tao tập tành làm đàn ông ra đây tao chơi với mày á, mà làm đàn ông khó ghê á, mấy nhỏ này bánh bèo gì đâu á. Bỏ qua chuyện của mày đi, thấy con vợ tao không? Chán, không muốn nói luôn. Sao? Trời ơi, con vợ nhà mày cũng như tôi nè, sao lúc đầu không chọn tôi, chọn nó làm cái gì, xong giờ chán. Quỷ. Cái gì phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ thấy không? Ai cũng đồ sổ hết trơn. Rồi tao nói cho tiền đi sửa cũng không sửa, sợ tác dụng phụ. Tao cũng không biết nói sao nữa. Mà anh em mình á, quan trọng là cái... Anh em cái gì mà anh em có ông á, tôi bỏ nha. Bạn tao thì ráng giúp đi. Mà công nhận giờ ghê thiệt ha. Phẫu thuật thẩm mỹ, em nào em nấy cũng ngon vậy nè. Nhìn mà phát khiếp. Sao em gọi điện không bắt máy? Đi đâu đâu, anh bệnh anh ở nhà mà. Anh bệnh hả? Anh bệnh hay là anh có hẹn với người em khác? Em điên hả? Em nói gì vậy? Quen nhau mà không tin nhau? Chia tay đi. Chia tay? Sao anh nói câu chia tay nghe dễ quá vậy? Không hợp, không tin nhau thì chia tay thôi. À mà nói em nghe nè, em nghĩ em ngon lắm hả? Không ngon một chút nào. Chị nói là bột đậu Zuyu tăng vòng 1 được chiết xuất 100% từ thiên nhiên, không hề có tác dụng phụ gì cho cái cơ thể của mình hết, nên mình mới thử mua và sử dụng. Thì công thức rất là đơn giản, đó là mỗi ngày mọi người chỉ cần pha 2 muỗng vào một cốc nước ấm, sau đó mọi người uống thôi. Hương vị rất là ngon luôn. Và chỉ sau 1 tháng thì mọi người sẽ thấy được sự thay đổi rất là rõ rệt trên cơ thể của mình. Phải xuống ta.
sao nhìn ngon vậy? Số Thôi mà, cho anh xin lỗi đi. Em cũng biết tính anh rồi đó. Nóng tính xíu thôi. Anh làm gì có lỗi đâu. Lỗi là ở em nè. Em không biết yêu thương chăm sóc bản thân mình thì làm sao em đòi hỏi anh yêu thương em được. Mà cũng vậy á, tại vì vậy cho nên anh mới cặp kè với người khác và nói xấu sau lưng của em. Em nói gì vậy? Ừ, đúng là em không thích xài đồ giả, em không thích bơm độn. Nhưng mà ở cái thời đại 4.0 này á, khi mà phụ nữ muốn làm đẹp á thì có rất là nhiều cách để đẹp á nè. Và em đã tìm lại được một loại bột từ thiên nhiên. Nó giúp cho phụ nữ đẹp từ đầu đến chân. Anh biết không? Ngày nào em cũng nghĩ về anh hết á. Nghĩ đến anh á, để em nhớ tới những lời chế nhạo của anh. Vậy em mới có động lực để càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa. Mà không được giả tạo anh à. Sống ở cuộc đời này á, thương nhau là phải thật từ ngoại hình đến cả tâm hồn, anh hiểu không? Em có biết em đang nói gì không? Không bơm, không sữa thì làm sao nó vậy? Anh hỏi nhiều quá rồi đó. Bạn trai em cũng sắp đến rồi. Có lẽ đến lúc anh... Ủa em nói gì Su? Bạn trai em đang ngồi ở đây mà. Oh, hello. Em đừng có nói với anh, thằng này bạn trai em nha. Thì sao? Bộ không được hay gì? Ai đứng trước những đường cong như thế này á, quẹo cỡ nào cũng thẳng đứng như này nè. Em, trời ơi, em đợi anh lâu không? Mặc đồ dày đứa em, không biết nóng gì. Đang thẳng, đang đóng vai bạn trai. Su trả mày bao nhiêu tiền để mày gồng vậy? Mày nói gì mày? Bộ tao thiếu lắm hay gì? Trời má ơi, tim tôi nó đứng luôn bà. Trời ơi, sao nó đập vô mặt tôi á. Trời ơi, mà không được, không được. Có lỗi quá à. Phản tổ. Tổ BD giặt tôi chết. Có gì đâu bà. Ê mà nói nghe nè, tôi thấy bà thẳng lên cũng men dữ lắm luôn á. Sao tự nhiên BD uổng quá vậy? Trời đất ơi, nói vậy là bậy nha chưa. Làm như á, được thành BD là dễ lắm hay gì. À mà này, nói nghe. Cái bột gì á bà đang xài á, nó có hỗ trợ cho những đứa con gái chưa hoàn thiện như tôi không? Ok bà. Chưa có người phụ nữ không hoàn thiện, chỉ có người phụ nữ chưa biết đến Juju. Dịch tôi biết rồi nè. Kiểu gì con quỷ yêu đó, có ngày à, tôi cũng leo lên cái chậu tôi ngồi. Bà đừng giận tôi nha. Trời ơi.